Kỳ Tam Điệp. Dù khủng long đã xuất hiện vào cuối kỳ Tam Điệp, nhưng có lẽ còn quá sớm để coi đây là thời điểm khởi đầu của thời đại khủng long, trong đó khủng long là những kẻ thống trị các hệ sinh thái trên toàn trái đất. Bởi một lẽ đơn giản, chúng thật sự là những kẻ bị thống trị. Kẻ thống trị khi ấy là một nhóm bò sát khác, có quan hệ khá gần với khủng long nhưng đơn giản là hung mạnh hơn, áp đảo hơn. Những con khủng long nhỏ bé mới xuất hiện còn lâu mới đạt đến kích thước khổng lồ của những thời đại sau này, và chúng đủ nhỏ để nằm trên thực đơn của những kẻ săn mồi lớn nhất kỳ Tam Điệp khi đó, Pseudosuchia. Ngày hôm nay, mời các bạn cùng DinoMan điểm danh những kẻ săn mồi đáng sợ nhất kỳ Tam Điệp, những bậc cha chú mà ngày nay cá sấu hiện đại có thể tự hào, một dòng dõi phi thường nhưng đã bị lãng quên trước ánh hào quang quá lớn của khủng long. Tôi là DinoMan, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Bạn đã sẵn sàng chưa? Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Vào năm 1980, tại một mỏ đá tên là Post ở hạt Georgia, bang Texas, Hoa Kỳ, các nhà cổ sinh vật học trong lúc lùng sục các lớp trầm tích cổ đại có từ kỷ Tam Điệp thuộc hệ tầng Dockham đã có một phát hiện quan trọng. Mỏ đá Post được các nhà cổ sinh vật học đánh giá cao khi là nơi chứa đựng bí ẩn về sự khởi đầu của những nhóm bò sát vĩ đại thống trị trái đất trong khoảng 180 triệu năm, bao gồm rực long và khủng long. Và trong sự khởi đầu đó, khủng long không phải là những nhân vật chính. Trong mỏ đá Post, các nhà cổ sinh vật học đã khai quật được hơn 1 tá mẫu vật được bảo quản tốt thuộc về một nhóm bò sát Pseudosuchia có họ hàng với cá sấu hiện đại, đó chính là Rauisuchia. Rauisuchia là một nhánh Pseudosuchia, bao gồm các thằn lằn chúa có niên đại trải dài gần như xuyên suốt kỳ Tam Điệp, có kích thước khá lớn, trung bình khoảng 4 đến 6 mét và lớn nhất có thể lên đến 10 mét, ăn thịt và thường đi bằng 4 chân với tư thế chân thẳng đứng nhờ cấu trúc khớp hồng dạng cột nhà. Dù cũng tạo thành tư thế chì vuông góc với cơ thể và giúp con vật có thể đứng thẳng trên các chi, nhưng cấu trúc khớp hông của các loài Rauisuchia không giống với khớp hông của khủng long. Trong khi khủng long có cấu trúc khớp hông mở, khớp hông quay ra phía ngoài và xương đùi sẽ gắn vào mặt bên của khớp hông, thì ở Rauisuchia, khớp hông quay mặt xuống để tạo thành một cái giá bằng xương cho xương đùi gắn vào. Ngoài ra, chúng cũng sở hữu mắt cá chân dạng cá sấu. Điều này giúp các nhà khoa học biết rằng chúng thuộc về dòng dõi của cá sấu Pseudosuchia thay vì dòng dõi của khủng long Avimetatarsalia. Về loài Rauisuchia mới được tìm thấy thì mỏ đá Post có lai lịch như thế nào? Sau khi khai quật các mẫu vật và tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học đã lập ra một chi về loài mới để mô tả các mẫu vật Rauisuchia này, đó là Postosuchus kirkpatricki vào năm 1985. Theo địa danh mỏ đá Post và vợ chồng Jack Kirkpatrick, những người đã giúp đỡ các trình khai quật hóa thạch, Postosuchus kirkpatricki được xác định có niên đại Tam Điệp muộn, khoảng 227 đến 208,5 triệu năm trước. Trong nghiên cứu mô tả kẻ săn mồi này, nhà cổ sinh vật học người Ấn Độ Sankar Chatterjee tin rằng loài mà ông và các cộng sự tìm thấy là một trong những động vật ăn thịt lớn nhất của kỳ Tam Điệp, với chiều dài cơ thể phổ biến khoảng 3,5 m cho đến 4 m. Chúng có thể cao hơn một người trưởng thành khi đứng thẳng và nặng tầm 200 đến 300 kg. Cá biệt, có những cá thể được ước tính dài đến 6 hay thậm chí 7 mét. Hộp sọ của Postosuchus khá lớn so với cơ thể. Cái hàm sở hữu những chiếc răng nhọn và sắc như dao găm, còn có răng cưa nữa. Một số răng phát triển lớn hơn hẳn những răng còn lại, có thể giúp ngoạm chặt con mồi và tạo thành vết thương sâu hơn, gây mất máu nhiều hơn. Trên hộp sọ có nhiều lỗ mở giúp giảm nhẹ trọng lượng của hộp sọ và tạo không gian cho các cơ bắp. Hốc mắt tương đối to, nên Postosuchus có thể sở hữu đôi mắt lớn và tinh nhạy, giúp chúng quan sát con mồi từ xa. Khả năng đánh hơi có lẽ cũng rất tốt nhờ lỗ mũi to và dài. Thoạt nhìn thì chúng ta có thể liên hệ hộp sọ của Postosuchus với những loài khủng long ăn thịt nổi tiếng sau này. Phần xương thân của Postosuchus cũng được biết khá rõ. Chúng sở hữu ít nhất 8 đốt sống cổ, cùng với 16 đốt sống lưng, 4 đốt sống chậu để hỗ trợ cho phần hông. Do đó chúng có cái cổ tương đối dài, nhưng phần ngực ngắn, đuôi lại dài để tạo sự cân bằng. Các nhà khoa học cũng xác định Postosuchus tăng cường phòng thủ cho cơ thể bằng những vảy xương gắn ở lưng, cổ và có thể là quanh cái đuôi. Các chi của Postosuchus cũng khiến các nhà khoa học tranh luận nhiều về tư thế và cách di chuyển của chúng. Chi trước nhỏ hơn chi sau rõ rệt, với kích thước chỉ bằng 64% của chi sau. Tỷ lệ chi trước nhỏ hơn so với chi sau, có thể ngụ ý rằng con vật này thiên về đi bằng 2 chân hay là 4 chân. Một suy thì tin rằng xương ức của Postosuchus đủ mạnh để giúp con vật di chuyển bằng cả 4 chân. Số khác thì lại nghĩ Postosuchus là loài đi bằng 2 chân bắt buộc, tức là không có lựa chọn nào khác ngoài đi bằng 2 chân giống như nhiều loài khủng long theropod. Hiện nay thì nghiên cứu gần nhất kết luận rằng Postosuchus di chuyển bằng 2 chân là chính, nhưng vẫn có thể dùng cả tứ chi để nâng đỡ trọng lượng của cơ thể và di chuyển ở tốc độ chậm, thay vì là loài đi bằng 2 chân bắt buộc. Cũng theo các nhà khoa học, các bằng chứng nói trên ủng hộ giả thuyết rằng Postosuchus là động vật săn mồi theo kiểu mai phục. Khí hậu của Ký Tam Điệp nhìn chung là kiểu khí hậu nóng ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các cánh rừng rậm rạp, nơi mà tốc độ không phải ưu thế. Thay vào đó thì khả năng ngụy trang, quan sát và đánh hồi con mồi từ xa mới là những điều được ưu tiên. Postosuchus đã thích nghi rất tốt với điều kiện của thời đại đó và nhanh chóng vươn lên hàng đầu trong chuỗi thức ăn. Postosuchus vẫn chưa phải là kẻ săn mồi lớn nhất của Ký Tam Điệp. Lớn hơn nữa còn có các Rauisuchia khác, chẳng hạn như Saurosuchus hay Prestosuchus, có thể dài từ 5,5 cho đến 7 mét. Nếu Postosuchus, Saurosuchus và Prestosuchus vẫn chưa đủ ấn tượng với bạn, thì hãy nghĩ tới Fasolasuchus, một Rauisuchia đến từ miền Bắc Argentina với chiều dài lên đến 8 hay thậm chí 10 mét, đủ để sánh ngang hay chỉ kém một chút so với những loài khủng long ăn thịt to lớn nhất của những thời đại sau này. Sự thành công của các Rauisuchia được chứng minh bằng sự hiện diện của chúng trong dữ liệu hóa thạch khắp thế giới, từ châu Âu cho đến châu Á, từ Bắc Mỹ xuống đến Nam Mỹ và kéo dài sang tận châu Phi. Chúng có vị thế trong các hệ sinh thái giống như các loài khủng long ăn thịt hàng đầu sau này, chẳng hạn như T-Rex. Con mồi của chúng có thể là các Therapsida phổ biến cùng thời như Placerias, các loài bò sát nhỏ hơn, các Pseudosuchia ăn thực vật như Desmatosuchus hay thậm chí là các khủng long sơ khai. Nhỏ hơn một chút, nhưng chính là nguồn gốc của cái tên Rauisuchia chính là Rauisuchus. Chi bò sát thuộc dòng dõi Pseudosuchia này được tìm thấy vào cuối thập niên 1920 tại Brazil, trước khi được Friedrich von Huene mô tả và định danh chính thức vào năm 1936, rồi lại được mô tả kỹ lưỡng và cụ thể hơn bởi chính Huene vào năm 1942, cũng là năm mà cái tên Rauisuchia chính thức xuất hiện. Nó có chiều dài khoảng 4 mét và nặng tầm 250 kg. Mặc dù trước đây Rauisuchia là một phân loại được dùng khá phổ biến, nhưng hiện tại nó không được xem là một phân loại chính thức. Nguyên nhân là bởi có một số phân loại trước đây được xếp vào Rauisuchia, nhưng các nghiên cứu sau này đã phát hiện chúng có những đặc điểm riêng biệt và không còn phù hợp với việc xếp chung một phân loại với các nhóm khác thuộc Rauisuchia nữa, như trường hợp của siêu họ Poposauridae hay họ Shuvosauridae. Ví dụ trên cơ thể của các thành viên thuộc hai nhóm này không có vảy xương như các Rauisuchia khác, phần móng cũng không gồ ghề mà nhẵn mịn hơn. Hàm của họ Shuvosaurid thậm chí còn không có răng và phần trước hàm đã tiến hóa thành mỏ giống như một số khủng long sau này. Ngoài ra còn có nhiều đặc điểm phức tạp khác khiến cho việc định nghĩa và chính thức hóa phân loại Rauisuchia trở nên khó khăn và không còn ý nghĩa thực tế. Từng một thời huy hoàng là vậy, nhưng cuối cùng rồi thì triều đại thịnh vượng nào cũng phải đến lúc suy tàn. Vào cuối Kỷ Tam Điệp thì khí hậu trái đất trải qua sự thay đổi mạnh mẽ. Hành tinh của chúng ta trở nên khô và bớt ấm áp hơn. Nhiều cánh rừng rậm rạp của Kỷ Tam Điệp trở thành những thảm thực vật mở, nơi mà sự thiếu tốc độ trở thành một điểm yếu chí tử của các Rauisuchia. Khủng long, với hốc khớp hồng cải tiến của chúng, trở nên chiếm ưu thế nhờ sự nhanh nhẹn và bền bỉ, đánh bại các Rauisuchia trong những cuộc đua tốc độ. Các Rauisuchia ngày càng trở nên kém hiệu quả trong kiểu môi trường mới, nhanh chóng suy sụp và tuyệt chủng hoàn toàn khi Kỷ Tam Điệp kết thúc, nhưng lại vị trí của mình cho vị vua mới, khủng long. Những sát thủ huy hoàng của một thời bây giờ trở thành những sát thủ. Thế nhưng, sự biến mất của các Rauisuchia không phải là dấu chấm hết của dòng dõi cá sấu. Đó cũng là cơ hội để cùng nhóm khác thuộc dòng dõi cá sấu tiếp tục trỗi dậy. Đó chính là crocodilomorphs. Nhánh sẽ sản sinh ra một số kẻ săn mồi đáng sợ nhất thời đại khủng long, mà ngay cả những loài khủng long hùng mạnh nhất cũng phải dè chừng. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.